Họa phước vô môn Duy nhân tự chiêu Thiện ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái Thượng Cảm ứng Thiền Tập 148 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Tịnh Tôn Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Trong nhà Phật có rất nhiều đạo tràng. thường khuyên người bố thí cúng dường đương nhiên đối với người đã thâm nhập phật pháp mà nói thì họ hiểu được đạo lý này biết được đây là một việc tốt thế nhưng người chưa tiếp xúc qua phật pháp thì sẽ cho rằng đây là một thủ đoạn gom tiền của người xuất gia trong nhà phật cho nên họ có phản cảm rất sâu vậy rốt cuộc có nên khuyên người bố thí hay không chúng ta thấy ấn độ giáo trong kinh điển của họ nói bố thí phải xuất phát từ chân tâm không cần cầu báo đáp hơn nữa phải biết hợp người hợp thời hợp chốn đây gọi là bố thí thuần tịnh rất giống với cách nói của Phật Pháp chúng ta. Đặc biệt là thích hợp với người, thích hợp với thời tiết nhân duyên, thích hợp với nơi chốn. Đây chính là khế cơ. Trong Kỳ Tô Giáo nói, cho có phước hơn nhận. Tôn giáo nào cũng đều khuyên người bố thí hồi giáo cũng nói được rất hay nếu như các bạn công khai bố thí điều này rất tốt nhưng nếu các bạn có thể bí mật bố thí vậy thì càng tốt hơn vậy công khai bố thí là gì là mọi người đều biết bạn làm việc tốt bí mật bố thí là không ai biết bạn làm việc tốt đó đây chính là tích âm đức mà người trung quốc chúng ta nói quả báo so với tích dương đức thì thù thắng hơn dương đức là gì vậy là bạn làm việc tốt mà người khác biết được âm đức là bạn âm thầm làm việc tốt mà người khác không biết quả báo của âm đức sẽ càng thù thắng hơn quả báo nhất định là có thế nhưng chúng ta nhất định không mong cầu quả báo Nhà Phật nói về công đức và phước đức. Trong kinh Kim Cang có một câu kinh văn: "Vậy chúng ta lìa hết thảy tướng, tu hết thảy thiện." Thế nào là tu hết thảy thiện? Phước đức và công đức đều là tu hết thảy thiện. Sự khác biệt giữa phước đức và công đức ở đâu? Nếu như chấp tướng thì là phước đức. Lìa tướng thì là công đức. Cho nên nói, lìa hết thảy tướng, tu hết thảy thiện là công đức. Chấp hết thảy tướng, tu hết thảy thiện là phước đức. Chấp tướng thì tâm không thanh tịnh. Lìa tướng thì tâm mới thanh tịnh. Hay nói cách khác, bạn tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là công đức. Điều gì là thiện? Bố thí là thiện. Trì giới là thiện. Trì giới là tuân thủ quy củ, tuân thủ pháp tắc. Ý nghĩa của trì giới này là nghĩa rộng. Chúng ta nhất định phải hiểu. Nhẫn nhục là thiện. Tinh tấn là thiện. Thiền định là thiện. bát nhã là thiện. Cho nên tu hết thảy thiện là tu điều gì? Là tu lục độ dạng hạnh. Lìa hết thảy tướng, dạy hết thảy tướng là gì? trong kinh kim cang đem hết thảy tướng quy nạp thành bốn loại lớn là tướng ta tướng người tướng chúng sanh tướng thọ giả điều này gọi là lìa hết thảy tướng tu hết thảy thiện vậy chúng ta liền rõ ràng Phật nói với chúng ta trong kinh, lời Phật nói không phải là lời mê hoặc chúng ta, mà là nói sự thật. Tài phú là quả báo. Nhân là gì? Nhân là bố thí tài. Xả tài thì bạn mới có thể được tài. Đây là chân tướng sự thật bạn tu nhân thì đâu có đạo lý không được quả báo phàm phu tu nhân là vì quả báo mà tu đây là phàm phu thánh nhân tu nhân không vì quả báo của chính mình mà vì lợi ích chúng sanh vì lợi ích chúng sanh mà tu thiện thì đây là thánh nhân không phải phàm phu nếu vì bản thân cầu được quả báo mà hành thiện thì đây là phàm phu chỉ là phước đức phàm phu chỉ có phước đức thánh nhân mới có công đức công đức vĩnh viễn là chân thành thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Chúng ta đều phải hiểu rõ, đều phải rõ ràng lý và sự này. Khi khuyên người bố thí, thì nhất định phải đem những đạo lý này nói rõ ràng, khiến họ sanh tâm quan hỷ, để họ tự mình đi làm, không thể miễn cưỡng người ta đi làm. Không được giữ tâm dụ dỗ mà bảo người khác bố thí. Loại tâm này là tâm trộm. Ép buộc người khác không khiến tâm người ta quan hỷ đi làm việc này. Làm rất miễn cưỡng. Bất đắc dĩ mà làm. Điều này nhất định không được phép. Nếu chúng ta dùng tâm thái này để khuyên người, thì đây là tạo tội nghiệp. Dùng loại tâm thái này để khuyên tín đồ, khuyên người bố thí. Trong tôn giáo khác cũng có. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy, thường xuyên nghe thấy trong xã hội, Thế nhưng, chúng ta tỉ mỉ xem những gì trong Kinh Phật nói, những gì trong Kinh điển các tôn giáo khác nói, các ngài không làm như vậy. Hay nói cách khác, trong hành trì của rất nhiều người ngày nay, đã làm trái nghịch với giáo nghĩa. Chúng ta thấy kinh điển của Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo nói được rất hay, nói rất chí lý nhưng vì sao những tín đồ này lại làm sai vậy đó là không ngoài việc muốn lập công với thần minh quan niệm này sai rồi đây không phải là quan niệm chính xác chúng ta học phật học phật là học trí tuệ nhất định phải có quan niệm chính xác trong kinh điển của tôn giáo có nói trai giới tốt hơn cầu nguyện bố thí lại tốt hơn trại giới lời này nghĩa là gì là xuất phát từ lý niệm yêu thương mọi người của thần thánh thần yêu người thế gian phật bồ tát là một mảng từ bi từ bi phải thực tiễn từ bi không phải là câu nói suông từ bi biểu hiện ở đâu biểu hiện ở bố thí biểu hiện ở việc chân thật giúp đỡ người khác phật pháp đại thừa nói về sáu ba la mật sáu cương lĩnh tu học của bồ tát sáu cương lĩnh này đều thuộc về bố thí điều đầu tiên trong bố thí đương nhiên bao gồm bố thí tài bố thí pháp bố thí vô úy bố thí tài là lấy tài vật bố thí cúng dường cho những người đang cần đây là khế cơ người nào có nhu cầu bức thiết trước mắt thì chúng ta hết lòng toàn lực giúp đỡ họ trong kinh điển của ấn độ giáo dạy người như vậy bố thí pháp là giúp họ chuyển mê thành ngộ giải thích nghiên cứu thảo luận chân tướng vũ trụ nhân sinh và sự thật về quá khứ tương lai cho họ đây là khai trí tuệ là bố thí pháp ngày nay chúng ta ấn tống kinh điển thời cận đại thì đại sư ấn quang trong đã là một tấm gương cho chúng ta ấn tổ đem toàn bộ cúng dường của tứ chúng mang đi in kinh bố thí in kinh sách thì cần phải có kinh phí, phải có tiền, trong đây có bố thí tài. Điều trong kinh sách nói là đạo lý, dạy bạn cách làm người. Đây là bố thí pháp. Bạn hiểu rõ những đạo lý này rồi thì lý đắc tâm an. Đây chính là bố thí vô ý, cho nên tuy chỉ một thứ nhưng ba loại bố thí đều đầy đủ. ấn tổ dạy người hiện nay bắt đầu tu phước từ đây cả đời ngài làm ra một tấm gương tốt cho chúng ta xem đời sống bản thân vô cùng tiết kiệm chúng ta phải hiểu rõ phải thể hội được phải hết lòng học tập theo lão nhân gia ngài hiện nay ngoài việc in kinh sách còn có thể làm băng ghi hình băng ghi âm vcd những thứ hiện nay chúng ta làm so với trước đây còn nhiều hơn đủ loại hơn thử nghĩ xem cách làm này đã viên mãn ba loại bố thí Trì giới là thuộc về bố thí vô úy. Chúng ta tuân thủ pháp tắc, tuân thủ quy định. Nhất định thuận theo giáo huấn của Phật Đà. Ở trong bất kỳ trường hợp nào thì người khác đều yên tâm với chúng ta. Không có lo sợ, đây là bố thí vô ý. Chúng ta trì giới, không trộm cắp. Tiền tài của họ để lộ ra thì cũng không nghiêm trọng. Anh ấy là người trì giới. Anh ấy sẽ không có ý định lấy của tôi, sẽ không cướp của tôi, sẽ không trộm của tôi. Họ yên tâm bởi bạn là người trì giới. Nếu là tu nhẫn nhục ba la mật, thì nhẫn nhục cũng là bố thí vô úy, Ví dụ, lời nói của mình không cẩn thận nên đắc tội với họ, không sao. Anh ấy sẽ không thù oán anh ấy sẽ không báo thù. Đây là vô ý. Tinh tấn, thiền định, bát nhã đều thuộc về bố thí pháp. Lục độ dạng hạnh quy nạp lại chính là bố thí. Bồ Tát từ sơ phát tâm thẳng đến viên thành Phật đạo là tu điều gì vậy? Bố thí mà thôi. Khi tôi mới học Phật, đại sư Chương gia dạy tôi sáu chữ, nhìn thấu được, buông xuống được. Đây chính là toàn bộ Phật pháp. Ngàn kinh muôn luận đều không ngoài sáu chữ này. Nhìn thấu là giải môn Bố thí là hành môn Bố thí chính là dạy bạn buông xuống Giải hành tương ưng Thì bạn mới có thành tựu Cho nên Chúng tôi tổng hợp lại Lời giáo huấn của Đại Thánh Đại Hiền Đối với chúng sanh Trong mỗi một tôn giáo Đều là tương đồng chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều tỉ mỉ mà quan sát mà thể hội hết lòng học tập phải hiểu rõ đạo lý này nhất định không phải mê tín trong ấn độ giáo nói khế cơ họ nói rất hay phật pháp cũng nói khế cơ ấn độ giáo nói rất rõ đó là hợp người hợp thời hợp chốn là thích hợp phật pháp chúng ta chỉ nói một điều là khế cơ ấn độ giáo thì nói tường tận hơn hay nói cách khác chúng ta trồng phước thì phải nhận biết phước điền điều này nhà phật thường hay nói đến chúng ta bố thí cúng dường trong đạo tràng thì phải xem đạo tràng này có đạo hay không có đạo là phước điền thật sự không có đạo thì không phải là phước điền chân thật đạo tràng mà không có đạo bạn đi bố thí cúng dường là gì là cúng dường mấy người ở đạo tràng đó việc đó giống như bố thí cho người thông thường khi có khó khăn thì bố thí cho họ điều này thuộc về bi điện bạn thấy người xuất gia này đáng thương không có cái ăn cái mặt nên tặng một chút đồ ăn một chút đồ mặc hoặc tặng cho họ một ít tiền đây là bi điện đây là lấy lòng từ bi đối đãi với họ đó không phải là phật pháp nơi có phật pháp là kính điện nhà Phật nói về ba loại phước điền đối với đạo tràng chân thật của Phật Bồ Tát là kính điền. Đối với cha mẹ sư trưởng là ân điền. Đây là báo ân. Đối với hết thảy chúng sanh khổ nạn là bi điền, tâm tự bi. Bạn phải nhận thức rõ ràng, phải làm cho sáng tỏ, không nên hiểu sai điền đó. Trong kinh Phật có nói với chúng ta, hơn nữa còn nói rất nhiều lần, không chỉ nói một lần. Công đức của việc bố thí không thể nghĩ bàn. Cúng dường Bích chi Phật một bát cơm thì được 90 ức kiếp không bị quả báo nghèo khổ. Không chỉ là một thí được giảng báo mà là vượt hơn quá nhiều quá nhiều đó là gì là người chân thật tu đạo không phải là người thông thường hơn nữa người bố thí không mong cầu quả báo thì quả báo tự nhiên sẽ hình thành tại sao trong kính điện lại có công đức thù thắng như vậy chúng ta phải biết a la hán bích chi phật bồ tát đại thánh đại hiền chúng ta tôn kính các ngài chăm sóc các ngài để các ngài khỏe mạnh sống lâu các ngài sống ở thế gian nhiều một ngày sẽ giáo hóa nhiều một ngày công đức giáo hóa đó của các ngài bạn là người bố thí cũng được hưởng một phần một phần này là một phần viên mãn không phải khiếm khuyết hay nói cách khác công đức các ngài tu tích chính là công đức của chính chúng ta ta người không hai chính là đạo lý này việc xây dựng đạo tràng đại khái khoảng một tháng gần đây nơi đây có chùa trúc lâm hiện nay đã xây dựng hoàn thành rồi chủ tịch của đạo tràng đó cùng mấy vị cán bộ đến đây thăm tôi chúng tôi trước đây quen biết nhau họ hỏi tôi sau khi đạo tràng xây dựng xong thì nên vận hành thế nào tôi nói với họ đạo tràng cần phải có đạo nếu như có tràng mà không có đạo thì không gọi là đạo tràng đạo là gì là học phong và đạo phong Tôi nói, các bạn có thể quan sát học hỏi cư sĩ Lâm nơi đây. Có thể làm tham khảo, có thể học tập. Đạo phong của cư sĩ Lâm là niệm Phật. Mỗi ngày niệm Phật đường, niệm Phật 24 giờ không gián đoạn. Học phong của cư sĩ Lâm là giảng kinh. Mỗi ngày giảng 2 giờ, cũng là từ đầu năm đến cuối năm không gián đoạn. Tôi nói, chùa Trúc Lâm của các bạn thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Các bạn cần giảng kinh, cần niệm Phật. Niệm Phật là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở cư sĩ lâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn ở bên đó niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì tương ưng với bổn tôn của các bạn. Giảng kinh thì nhất định là lấy ba kinh Quán Âm làm chủ. Giảng kinh không thể gián đoạn. Ít nhất mỗi tuần phải có một lần giảng kinh. đây là ít nhất rồi nếu có thể có hai lần ba lần thì sẽ càng tốt ngoài ba kinh về quán âm bồ tát ra thì phàm là những kinh luận từ bi cứu đời khuyên người đoạn ác tu thiện chuyển mê thành ngộ bao gồm ngữ lục của tổ sư đều có thể giảng giải hoàng dương ở đó giống như đại sư ấn quang đề xướng liễu phạm tứ huấn cảm ứng thiên âm chất văn những sách này đều có thể giảng hoàn toàn tương ưng với tinh thần đại từ đại bi của quán âm bồ tát. Đây là bố thí pháp. Các bạn phải biết đề xướng, nên thường xuyên kết duyên với thính chúng và những bạn đồng tu đến tham gia tu trì kết duyên này là bố thí tài bố thí ân huệ khiến cho tứ chúng đồng tu của đạo tràng này trở thành người một nhà hết lòng ở chỗ này học tập tu trì đạo tràng này của bạn liền hưng dưỡng đạo tràng này nhất định sẽ được chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo hộ cho nên một đạo tràng không có đạo không có học thì sẽ biến thành miếu hương quả của thế gian việc này không có ý nghĩa gì trong mắt người xã hội ngày nay miếu hương quả cũng là mê tín phàm những người thường đi đến miếu hương quả thì người thông thường trong xã hội đều nhìn họ thấp xuống một bậc cho rằng họ không có trí tuệ không có thường thức là mê tín xem thường họ cho nên đạo tràng này nhất định phải có đạo đạo thì nhất định phải tu bố thí ba la mật chúng ta xem thế trong rất nhiều tôn giáo không chỉ là phật dạy chúng ta bố thí mà không có tôn giáo nào là không dạy người bố thí bố thí có đại đạo lý đại học vấn chân thật từ bi cứu đời nếu không dùng bố thí thì từ bi cứu đời là sáo rỗng rồi cho nên nhất định phải hiểu được bố thí có ba loại bố thí là tài pháp và vô ý chư phật bồ tát ứng hóa ở thế gian vì người diễn nói cũng chính là sự việc này Cho nên đây là việc lớn, không phải việc nhỏ. Chúng ta cần nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, sau đó thực hành. Đây là chân thật hành đạo Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề hành đạo Bồ Tát, thành tựu Phật Pháp. Chiều hôm qua, chính tôn giáo lớn singapore liên kết lại để tổ chức một đại hội ấm áp cầu chúc một thiên niên kỷ mới tốt lành đồng thời tổ chức họp báo ở cư sĩ lâm cư sĩ lý nói với tôi thông tin này tối hôm qua trên truyền hình đã phát sóng rồi hôm nay trên rất nhiều báo đều có đăng thông tin này ý nghĩa của hoạt động này là muốn đem tâm yêu thương của thần thánh trong mỗi tôn giáo thực hiện với hết thảy chúng sanh khổ nạn trong xã hội hiện nay tâm yêu thương của thần thánh từ bi của phật bồ tát biểu hiện từ chỗ nào vậy chính là biểu hiện từ trong việc tính thọ phụng hành của những môn đồ tính chúng đệ tử của các ngài thế nên chúng ta liền thể hội được các tín đồ của thần thánh các đệ tử của phật bồ tát chính là quá thân của thần thánh chính là sứ giả của thần thánh điều này chúng ta có thể khẳng định một chút nghi hoặc cũng không có bà là môn giáo của ấn độ cho đến các đại đức của những tôn giáo khác thái độ tu học của các ngài đáng được làm tấm gương cho người đời sau đó chính là tin sâu chân lý không làm việc hư ngụy những biểu hiện của họ trong đời sống trên thực tế chính là đa nguyên văn hóa mà trong kinh hoa nghiêm nói đến có một số các nhà tôn giáo mức độ thành kính tinh sâu của họ đối với chân lý của đại thừa còn vượt qua rất nhiều đệ tử nhà phật họ thật sự là kính phật và tinh phật y giáo phụng hành thế nhưng họ vẫn không thay đổi thân phận của họ và cũng không thay đổi tôn giáo mà họ tín ngưỡng điều này nói rõ họ tin tưởng chân lý sùng bái chân lý không phải hư ngụy hư ngụy là gì là giả đệ tử phật trên danh nghĩa là đệ tử nhà phật trên thực tế lại không thể tin sâu đối với phật pháp không thể lý giải không thể phụng hành nên gọi những người này là hư ngụy Tuy họ không phải tín đồ Phật giáo mà là tín đồ của tôn giáo khác, nhưng lòng tin đối với Phật Bồ Tát, với giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành đều vượt qua tín đồ Phật giáo thông thường. Từ chỗ này đã hiển thị ra đà nguyên văn hóa. Phật pháp là giáo dục, Phật pháp không phải tôn giáo đối tượng giáo hóa của phật pháp chính là hết thảy chúng sanh phạm vi giáo hóa của phật pháp là hư không pháp giới cho nên trong đây không phân biệt quốc thổ không phân biệt chủng tộc không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng phật pháp là giáo dục chân lý là giáo học chân lý chân lý biểu hiện ở bên ngoài chính là một mảng từ bi cho nên những thần thánh mà các tín đồ quy y trong hết thảy các tôn giáo dạy người cũng chỉ là một chữ yêu thần yêu người thế gian Ý nghĩa của chữ yêu này sâu rộng vô tận. Phàm phu chúng ta thể hội được rất hạn chế. Không hiểu được thế nào gọi là yêu. Người thế gian hiểu sai chữ yêu này rồi. Xúc phạm chữ yêu này, sỉ nhục chữ yêu này, căn bản không hiểu được thế nào gọi là yêu yêu chính là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi trong tâm của người thế gian là gì trong tâm chỉ có tham sân si yêu đó của họ là tham sân si hoàn toàn là cảm xúc quá thích bạn thì yêu bạn khi không thích bạn thì cũng yêu nhưng là yêu thích bạn chết yêu thích bạn chịu tội yêu thích bạn chịu nạn họ thấy vậy thì rất vui sướng cho nên yêu của người thế gian hàm nghĩa của yêu là tham sân si đó là giả không phải thật yêu của thượng đế yêu của thần thánh yêu của phật đà là chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi bạn tán dương các ngài các ngài yêu bạn bạn quỷ bán các ngài các ngài vẫn yêu bạn nhất định không thay đổi Cho nên, yêu của người thế gian là gì? Chúng ta nghe đến chữ yêu này thì liền hiểu được yêu của thế gian là tham sân si mạn. Yêu của chư Phật Bồ Tát là thực tiễn của tâm Bồ đề. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, hiểu tường tận yêu của chư phật bồ tát và thần thánh thực tiễn vào trong đời sống chính là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã quay lại nhìn thử thì yêu của người thế gian thực tiễn là tham sân si mạng tự tư tự lợi cùng là một chữ nhưng hàm nghĩa nội dung bên trong hoàn toàn không giống nhau giáo dục của phật đà giáo dục của tôn giáo giáo dục của thần thánh không có gì khác thật ra mà nói là sửa cho đúng lại quan niệm sai lầm về chữ yêu này của chúng ta Người thế gian mê. Mê là đã nhận thức sai chữ yêu này, cho rằng nó là tham sân si, cho rằng nó là tự tư tự lợi. Giáo dục Phật Đà giúp chúng ta chuyển mê thành ngộ, khiến chúng ta nhận thức đúng đắn về hàm nghĩa của chữ yêu. Phát quy nhân từ bác ái. Bốn chữ này là trong vô lượng thọ. Chúng ta dùng tâm thái nhân từ bác ái để đối đãi với hết thảy người hết thảy việc hết thảy vật và hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đây gọi là phát tâm bồ đề hành đạo bồ tát đây chính là đệ tử phật chân thật là quá thân chân thật của thần thánh và phật bồ tát phật thường nói trong kinh là thọ trì đọc tụng vì người diễn nói đặc biệt câu sau là vì người diễn nói diễn là biểu diễn làm ra cho người khác xem nói là nói rõ cho mọi người về chân tướng của sự thật chân tướng của tà chánh chân tướng của đúng sai giúp đỡ hết thảy chúng sanh siêu phàm nhập thánh vậy thì kiếp nạn của chúng ta mới có thể hóa giải có thể thoát khỏi tam đồ lục đạo ki tô giáo và thiên chúa giáo gọi là thiên đường, hồi giáo gọi là thiên viên, nhà phật gọi là thế giới cực lạc, gọi là nhất chân pháp giới, tên khác nhưng thực giống. các ngài dùng danh từ thuật ngữ không như nhau nhưng ý nghĩa cảnh giới hoàn toàn tương đồng chư phật thần thánh lấy tâm yêu thương chân thành nhân từ để giúp đỡ chúng ta lìa khổ được vui giúp đỡ chúng ta khế nhập cảnh giới hoa nghiêm trải qua đời sống của phật bồ tát trải qua đời sống của thần thánh chính là đời sống phật hoa nghiêm mà trong kinh hoa nghiêm nói Chúng ta làm người học trò thì phải có thể thể hội được ân đức giáo huấn của Thần Thánh. Tính thọ phụng hành Nhờ bảo hộ của thần minh, Gia trị của Phật Bồ Tát thì chúng ta mới có thể hưởng thụ được viên mãn. Làm thế nào tu học? Tôi bình thường hay khuyên nhủ các đồng học. Trước tiên phải khẳng định cách nhìn cách nghĩ của thân chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh là sai lầm đây là sám hối là nhận sai chúng ta sai rồi do đó bước đầu tiên của tu học chính là buông xuống sai lầm tôi đã nói rất cụ thể là nhất định phải buông xuống ý niệm khống chế hành vi khống chế đối với hết thảy người hết thảy việc hết thảy vật bởi đây là tạo nghiệp khi bạn động ý niệm này là khởi hoặc bạn có hành vi này thì tạo nghiệp quả báo cảm thọ của hoặc nghiệp này là tam đồ lục đạo lục đạo luân hồi là do đây mà có cho nên chúng ta bỏ đi ý niệm này bỏ đi hành vi này chính là vượt qua lục đạo luân hồi tùy thuận giáo hướng của phật bồ tát tùy thuận giáo hướng của phật bồ tát chính là học phật học làm phật học làm bồ tát học làm thần thánh cho nên giáo dục phật đà là giáo dục của thần thánh là giáo dục của trí tuệ là giáo dục của giác ngộ giáo dục này có chỗ không tương đồng với giáo dục của thế gian chúng ta không thể không hiểu rõ thể hội được rồi dần dần hiểu rõ rồi thì phải hết lòng nỗ lực học tập hy vọng trong đời này không chỉ có thành tựu mà phải có thành tựu thù thắng viên mãn các đồng học có lẽ muốn hỏi việc này khó đúng là khó khó ở chỗ nào vậy khó ở chỗ là bạn không chịu buông xuống tập khí của chính bạn khó ở chỗ này chúng ta thấy thiện tại đồng tử trong kinh hoa nghiêm thấy long nữ trong kinh pháp hoa thấy đại sư huệ năng trong đạn kinh các ngài tu hành chứng quả hình như không khó thật vậy không khó nếu rất dễ thì dễ ở chỗ nào vậy dễ ở chỗ các ngài chịu buông xuống tập hiếp phiền não của chính mình chịu tùy thuận theo giáo hướng của phật bồ tát cho nên trong thời gian rất ngắn liền thành tựu đạo vô thượng do đây có thể biết khó hay dễ không nằm ở bên ngoài khó hay dễ là ở chính mình mình cảm thấy dễ thì sẽ rất dễ mình cảm thấy khó thì rất khó cho nên ý niệm của chúng ta chuyển được rồi thì khó sẽ biến thành dễ nếu chuyển không được thì dễ sẽ biến thành khó khi nào mới cảm thấy mình đã chuyển được rồi hình tướng này là nhìn ở tâm yêu thương của bạn bạn đối với hết thảy người hết thảy việc hết thảy vật có phải thật sự có tâm yêu thương hay không giống như tâm yêu thương của thượng đế giống như tâm yêu thương của thần minh giống như tâm yêu thương của phật bồ tát thì bạn đã chuyển được rồi nếu bạn vẫn còn chán ghét hết thảy chúng sanh vẫn còn không ưa thích thì bạn vẫn chưa chuyển được bạn là phàm phu bạn làm việc luân hồi sanh tử bạn tạo nghiệp tam ác đạo đây là ở trong đời sống thường ngày mà khảo nghiệm công phu của chính chúng ta Hôm qua, cư sĩ Lý Mộc Nguyên kể với tôi một sự việc. Chúng tôi nghe xong thì vô cùng cảm động. Có một tín đồ Phật giáo rất kiện thành, đã làm nghĩa công cả đời trong nhà chùa. Mỗi tháng chỉ lấy 10 đồng tiêu vặt đã làm mấy mươi năm hiện tại già rồi khi ông già rồi thì vị trụ trì kế tiếp ở đó không quan tâm đến ông đuổi ông đi ông rơi lệ mà nói quý vị từ nhỏ đều là do tôi chăm sóc cho đến lớn ngày nay quý vị trưởng thành rồi thì lại không cần tôi nữa tôi phải đi đâu đây họ vẫn đuổi ông đi không cần ông nữa ông có một người con gái nuôi những người ở trong chùa đưa ông đến chỗ cô gái đó cô gái nuôi này cũng không muốn tiếp nhận ông ruồng bỏ người già xưa nay chưa có ai chạm vào người ông vì sao vậy chê ông bẩn chê ông hôi cô con gái nuôi đó không nhận ông nên đưa ông đến viện dưỡng lão của thiên chúa giáo viện dưỡng lão của thiên chúa giáo tiếp nhận ông khi vừa vào đến cửa thì nữ tu ôm lấy ông còn hôn ông vô cùng cảm động ông nói tôi không tin phật giáo nữa tôi tin thiên chúa giáo ông nói tôi thấy thiên chúa giáo là phật thật là bồ tát thật một chút cũng không sai Ông có trí tuệ Nữ tu của Thiên Chúa Giáo Là quá thân của quán âm Bồ Tát Cha xứ của Thiên Chúa Giáo Là quá thân của A-di-đà Phật Còn Phật Bồ Tát trong chùa của chúng ta Đều là giả Là ma ở trong đó quá trang Không phải thật Trong chú giải của Vãng Sanh Luận Có nói Pháp Sư Đàm Loan nói Thời kỳ mạt Pháp trong tự diễn am đường Đều là Atula La Sát làm chủ Không phải Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát ở đâu vậy? Chúng ta nhìn thấy ở Thiên Chúa Giáo Nhìn thấy ở những tôn giáo khác Họ thật sự có tâm yêu thương Họ nói với ông, ông yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho ông, rồi họ thay quần áo cho ông tắm cho ông mọi việc đều giúp đỡ ông bởi ông già rồi chân tay không còn linh hoạt nữa ăn cơm cần có người đúc trước giờ không có ai giúp ông những nữ tu này quan tâm ông chăm sóc ông cho nên trong mắt ông thấy những nữ tu này chính là quán âm bồ tát chúng tôi nghe xong thì vô cùng cảm động lời ông lão này nói chúng ta nghe xong liền khẳng định tôi cũng tin tưởng sâu sắc rằng những vị nữ tu này chính là quán âm bồ tát cha xứ là a di đà phật tôi tin tưởng tôi không hoài nghi một chút nào tôi cũng có cách nhìn như vậy đối với họ tôn kính họ đáng để chúng ta phản tỉnh họ đã thực hiện được chân lý của giáo dục chúng ta chỉ là nói trên cửa miệng mà thôi có khi ngay cả nói cũng không còn nói nữa cho nên chúng ta xem hết thảy tôn giáo trên thế gian đều bình đẳng đều là quá thân của chân lý đều là hình tượng của chân lý không phân biệt đây kia chúng ta lễ kính chư phật xưng tán như lai quãng tu cúng dường Chúng ta hiểu rõ rồi thì phải hết lòng nỗ lực mà làm. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến chỗ này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc Phật tử thiện nhân